Xin chào các bạn, tôi là Bùi Thị Hồng, chuyên viên tư vấn nghiệp vụ dự án EIP tại Event ICT. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn bài học số 16, nghiệp vụ ghi nhận tài sản tạm tăng từ dự án. Nội dung bài học bao gồm một là hướng dẫn cập nhật chi phí dự án trước khi thực hiện tạm tăng tài sản trên hệ thống, việc thực hiện cập nhật bằng chương trình có tên PRC Update Project Summary Amount for Single Request, Nội dung số 2, hướng dẫn thực hiện tạm tăng tài sản trên hệ thống. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện trên công trình TT1.CT100. Sau đây, tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện từng bước một trên hệ thống Fmit Mmit. Mời các bạn đăng nhập vào hệ thống và chọn phân hệ kế toán dự án. Tại màn hình làm việc chính của phân hệ kế toán dự án, các bạn thực hiện chạy chương trình cập nhật chi phí cho công trình theo đường dẫn. Các bạn chọn View. Chọn Request. Chọn Submit Only Request và chọn Single Request. Nhấn vào OK. Cửa sổ màn hình Submit Request hiển thị, các bạn nhập tên chương trình trên trường name. Ở đây tên chương trình là PRC Update Project Summary Amount for a Single Request Các bạn tìm đúng Tôi sẽ gõ phần trăm PRC Phần trăm Và gõ UP Là hai ký hiệu đầu của chữ Update Sau đó tôi sẽ gõ phần trăm Và nhấn vào phím Tab Ở trên bàn phím hệ thống sẽ tìm kiếm ra một số request có thông tin tìm kiếm tương tự. Các bạn chọn đúng chương trình chúng ta thực hiện là PRC. Các bạn chọn đúng chương trình đó và nhấn vào OK. Cửa sổ tham số hiển thị Project Number các bạn chọn mã công trình cần cập nhật chi phí, nhấp vào 3 chấm và gõ ký hiệu phần trăm. Sau đó các bạn chọn OK. Chúng ta sẽ tìm trên trường file CT100 và gõ phần trăm. Sau đó các bạn nhấn vào nút file. Các tham số còn lại các bạn để trắng và để giá trị mặc định. Sau khi chọn xong tham số, các bạn nhấn vào OK. Các bạn chọn submit để thực hiện lệnh chạy chương trình, sau đó chọn no và nhấn vào nút file cửa sổ màn hình request hiển thị các bạn nhấn vào refresh data để kiểm tra trạng thái update của chương trình như vậy là chương trình đã chạy xong các bạn đóng cửa sổ màn hình request trở lại màn hình làm việc chính của phân hệ kế toán dự án tiếp theo các bạn sẽ thực hiện khai báo tài sản tạm tăng trên hệ thống chọn phân hệ kế toán dự án và chọn capitalization cửa sổ màn hình file capital project hiển thị Trường number, các bạn chọn đúng mã công trình cần tạm tăng tài sản. Gõ phần trăm, CT100 là nhập tiêu chí tìm kiếm và gõ phần trăm. Sau đó, nhấn phím Tab trên bàn phím. Cách khác, các bạn có thể tìm kiếm trực tiếp bằng cách nhấn vào biểu tượng có dấu 3 chấm, sau đó tìm kiếm trên trường file. Phần trăm, CT100, phần trăm và nhấn vào file. Hệ thống cũng tìm kiếm ra công trình TT1.CT100. Các bạn chọn OK. Sau đó các bạn nhấn nút file trên màn hình. Đây là cửa sổ Capital Line Project CIP, SHIP, chính là tổng tiền chi phí của công trình CT100. Đây là toàn bộ chi phí được sinh ra sau khi các bạn thực hiện chương trình cập nhật chi phí. Để khai báo tài sản tạm tăng, các bạn nhấn chuột vào nút Asset ở trên màn hình. Sau đó, các bạn nhấn vào Open. Cửa sổ màn hình Asset Detail hiển thị các trường thông tin Asset Name là tên của tài sản Description là diễn giải. Book là bộ sổ tài sản. Các bạn chọn đúng bộ sổ tài sản cố định của đơn vị ghi nhận sau đây thì các bạn thực hiện nhập các thông tin. Asset Name, các bạn nhập tên, tài sản. Tôi sẽ nhập tài sản mô phỏng ở đây là Asset. Asset. tt1.ct100 Chính là tên tài sản liên quan đến công trình CT100. Sử dụng phím Tab để chuyển sang các trường thông tin tiếp theo. Asset number các bạn không cần nhập thông tin. Description các bạn nhập mô tả nội dung. Tài sản tạm tăng cho công trình CT100. Book là bộ sổ tài sản, các bạn để giá trị mặc định TT1 FA book. Chuyển tab sang location các bạn để giá trị mặc định là giá trị trắng. Tại trường Project Asset Type, các bạn nhấp vào 3 chấm và chọn, chọn s build sau đó chọn OK. Chuyển chuột xuống Estimate in Service Date. Các bạn không chọn giá trị gì ở đây, sau đó tiếp tục chuyển sang Actual in Service Date. Đây chính là ngày bàn giao tài sản. Các bạn nhập thông tin, giả sử tôi sẽ bàn giao vào 30% tháng 6 năm 16. Các bạn lưu ý ngày bàn giao tài sản phải nằm trong kỳ tài sản mở. Estimate unit các bạn để trắng. Actual unit là số lượng tài sản thực tế. Tôi chọn là một tài sản. Trường Temporary Asset Value các bạn để trắng. Sau khi nhập xong các thông tin, các bạn lưu lại. Sau khi lưu xong các thông tin vừa ghi nhận, nhập thông tin bổ sung bằng cách nhắm chuột vào biểu tượng có hình ô móc vuông. Trường hợp các bạn không sử dụng được chuột, các bạn phải dùng phím tab trên bàn phím. Cửa sổ Project Asset hiển thị UOM là đơn vị tính của tài sản. Asset type là loại tài sản, ở đây tài sản cố định hay là tài sản lưu động bàn giao, tôi chọn là tài sản cố định và nhấn OK. Một số các trường thông tin bổ sung khác, các bạn có thể nhập asset type, sau đó chọn OK. Tại màn hình asset detail, các bạn lưu thông tin một lần nữa. Sau khi ghi nhận xong thông tin tài sản tạm tăng, các bạn sẽ gán tài sản này cho công trình hoặc từng hạng mục của công trình. Nhấn vào Assign Asset để gán tài sản. Trường hợp các bạn gán tài sản cho công trình, có nghĩa là tài sản này được hình thành từ cả công trình. Chọn To Project. Trường hợp tài sản được hình thành từ từng hạng mục, các bạn nhấn vào To Task, sau đó chọn hạng mục ở đây. Ví dụ, hạng mục 01 tôi chọn, có nghĩa là tài sản được hình thành từ hạng mục số 01. Tuy nhiên ở đây tôi sẽ chọn. Tài sản này được hình thành từ cả công trình CT100. Sau khi chọn xong thông tin, các bạn đóng cửa sổ màn hình Assign Asset và lưu thông tin một lần nữa. Sau đó, các bạn tắt các cửa sổ Asset Detail, Asset và trở lại màn hình Capital Project. Bước tiếp theo của nghiệp vụ ghi nhận tài sản tạm tăng, các bạn sẽ thực hiện chạy chương trình để hình thành các dòng tài sản tạm tăng. Để chạy chương trình, các bạn nhấn chuột vào Generate. Asset Date Root, các bạn chọn đúng vào ngày bàn giao tài sản, 30 tháng 6 năm 16. Và PA Root Date, các bạn cũng chọn 30 tháng 6 năm 16. Include Common Task, các bạn không chọn gì hết. Sau đó, nhấn vào OK. Hệ thống sẽ có một thông báo ở góc màn hình là chương trình đã được submit, có nghĩa là đã được thực hiện lệnh chạy và mã của chương trình là 3014197, tương ứng hệ thống mã chương trình là do hệ thống tự sinh, có thể là một mã khác đối với việc thực hành trên màn hình của các bạn. Có thể thực hiện kiểm tra xem chương trình đã chạy xong hay chưa. Các bạn đứng nguyên tại màn hình Capital Project, nhấn vào View, chọn Request. Các bạn chọn file luôn. Đây chính là chương trình thực hiện sinh dòng tài sản PRC generate asset line. Trạng thái của chương trình là complete và normal, như vậy là chương trình đã chạy xong, chúng ta sẽ kiểm tra lại thông tin dòng tài sản được sinh ra đóng cửa sổ Request. Tại màn hình Capital Project, các bạn tìm kiếm lại công trình. Nhấn vào biểu tượng tìm kiếm trên góc màn hình. Sau đó, các bạn nhấn File luôn vì tiêu chí tìm kiếm vẫn còn lưu giữ. Để kiểm tra thông tin dòng tài sản hình thành, các bạn chọn Line. Màn hình asset line chính là màn hình thể hiện các dòng tài sản tạm tăng hình thành. Các bạn lưu ý ở đây hệ thống sẽ thống kê từng tài khoản, tổng tiền trên từng tài khoản để xem chi tiết giao dịch trên mỗi tài khoản này. Các bạn đặt chuột tại dòng tương ứng và nhấn vào nút detail. Trường hợp các bạn chạy xong chương trình tạm tăng nhưng không có các dòng tài sản sinh ra, có nghĩa là việc khai báo của các bạn thiếu bước hoặc là việc khai báo thiếu thông tin, sai thông tin, các bạn cần kiểm tra lại các bước thực hiện của mình. Trên đây tôi đã hướng dẫn xong các bạn bài học số 16, nghiệp vụ ghi nhận tài sản tạm tăng từ dự án. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.